Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Polyclox được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Polyclox cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Polyclox Amoxicillin 500mg Cloxacillin 500mg Tá dược vừa đủ một viên Dạng bào chế thuốc Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của Polyclox Điều trị các nhiễm khuẩn do những vi khuẩn chịu tác dụng đường hô hấp, tai đến mũi đến họng, da và mô mềm, đường tiết niệu, phụ khoa, các nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh và các nhiễm khuẩn phối hợp. Chống chỉ định của Polyclox. Người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Người dị ứng với penicillin. Liều dùng và cách dùng Polyclox. Liều dùng. Người lớn, uống 1 đến 2 viên 12 lần một ngày. Trẻ em, uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Uống thuốc nửa giờ trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn. Cách dùng, thuốc dùng đường uống. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng Polyclox. Amoxicillin phải định kỳ kiểm tra chức năng gan, thận trong suốt quá trình điều trị dài ngày. Có thể xảy ra phản ứng ú quá mẫn trầm trọng ở những người bệnh có tiền sử dị ứng với penicillin hoặc các dị nguyên khác, nên cần phải điều tra kỹ tiền sử dị ứng với penicillin. Cephalosporin và các dị nguyên khác. Nếu phản ứng dị ứng xảy ra như ban đỏ, phù quý trực, sốc phản vệ, hội chứng Stevens đến Johnson, phải ngừng liệu pháp amoxicillin và ngay lập tức điều trị cấp cứu bằng adrenaline, thở oxy, liệu pháp corticoid tiêm tĩnh mạch và thông khí, kể cả đặt nội khí quản và không bao giờ được điều trị bằng penicillin hoặc cloxacillin. Người dị ứng với cephalosporin hoặc xe cefpermisin cũng có thể dị ứng ú với cloxacillin. Như với flucloxacillin Glosacillin có thể gây viêm gan, vàng da ứ mật, nhưng có thể xuất hiện chậm. Tác dụng phụ của Polyclox Amoxicillin, những tác dụng không mong muốn sau đây có thể xảy ra liên quan đến việc dùng Amoxicillin. Thường gặp ADR lớn hơn 11100. Ngoại ban 3-10% thường xuất hiện chậm sau 7 ngày điều trị. Ít gặp 111.000 nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 11100 tiêu hóa, buồn nôn, nôn, ỉa chảy. Phản ứng quá mẫn, ban đỏ, ban rát sần và mày đay, đặc biệt là hội chứng Stevens đến Johnson. Hiếm gặp, ADR nhỏ hơn 111000 gan. Tăng nhẹ SGOT. Thần kinh trung ương, kích động, vật phá, lo lắng, mất ngủ, lú lẫn, thay đổi ứng xử và một hoặc chóng mặt. Máu, thiếu máu, giảm tiểu cầu. Ban xuất huyết giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bách cao, mật bạch cầu hạt. Cloxacilin, tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là phản ứng quá mẫn, đặc biệt là ban da, đôi khi có phản vệ. Người suy thận cũng có nguy cơ cao. Tác dụng không mong muốn thường xảy ra là phát ban khoảng 4% người bệnh tiêm Cloxacilin. Đối với người bệnh uống Cloxacilin, các tác dụng không mong muốn thường gặp là các triệu chứng tiêu hóa phụ thuộc theo liều uống thường gặp ADR lớn hơn 11100. Tiêu hóa, buồn nôn, ỉa chảy. Da, ngoại ban. Khác, viêm tĩnh mạch huyết khối sau khi tiêm tĩnh mạch. Ít gặp 111000 nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 11100. Da, mày đay. Máu, tăng bạch cầu ưa eo xin. Hiếm gặp, ADR nhỏ hơn 111000. Toàn thân, phản ứng phản vệ. Mau, mật bách cao hát, giam bách cao. Tiêu hóa, viêm kết tràng màng giả. Gan, vàng da ứ mật. Tiết niệu đến sinh dục, rối loạn chức năng thận có tăng creatinine huyết thanh cao. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thời kỳ mang thai, sử dụng an toàn thuốc trong thời kỳ mang thai chưa được xác định. Vì vậy chỉ dùng khi thật cần thiết theo sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc. Tuy nhiên chưa có bằng chứng nào về tác dụng có hại cho thai nhi khi dùng amoxicillin cho người mang thai. Thời kỳ cho con bú, vì thuốc bài tiết vào sữa mẹ, nên phải thận trọng dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú. Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc. Thận trọng khi sử dụng. Tương tác thuốc. Nidipin sẽ làm tăng hấp thu của amoxicillin. Nếu dùng phối hợp với nhóm kháng sinh aminoglycoside sẽ làm giảm tác dụng của nhau nếu thật cần thiết phải dùng liều cách nhau ít nhất một giờ. Allopurinol sẽ làm tăng khả năng phát ban của amoxicillin. Comorin hoặc dẫn xuất indandion hoặc heparin làm tăng nguy cơ chảy máu vì các penicillin ức chế kết tập tiểu cầu, vì vậy khi dùng thuốc cần có sự theo dõi chặt chẽ của thầy thuốc. Việc sử dụng clozacillin với các thuốc gây độc hại cho gan sẽ làm tăng mức độ độc hại cho gan. Probenicid làm giảm bài tiết các penicillin ở ống thận và tăng nguy cơ độc hại nếu dùng chung. Các kháng sinh kìm khuẩn như chloramphenicol, tetracycline có thể làm giảm tác dụng diệt khuẩn của amoxicillin và cloxacillin. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Polyclox, đồng thời biết cách sử dụng Polyclox sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.